Việt Nam xuất khẩu radar cảnh báo sớm tên lửa. Tập đoàn Viettel vừa xuất khẩu thành công 3 đài radar cảnh giới bầu trời, cảnh báo sớm cho các phân đội hỏa lực tên lửa cho Lào. Thông tin về việc xuất khẩu này được công bố trong bài viết đăng tải trên tạp chí Người Viettel số tháng 5 tháng 6 2018. Theo nội dung được công bố, Viettel đã xuất khẩu thành công 3 đài radar cảnh giới 2D sóng mét sang thị trường Lào. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực chế tạo khí tài cảnh giới phòng không hiện đại. Không chỉ được Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao, mà còn được nước bạn Lào tuyệt đối tin tưởng. Dù không tiết lộ loại radar cụ thể nào được xuất khẩu, nhưng hiện tại, loại radar cảnh giới 2D của Viettel chính là đài VRS-2DM. Đây là khí tài có khả năng bắt thấp rất tốt, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và quản lý điều hành bay. Việc được trang bị hệ thống VRS-2DM góp phần nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị cảnh giới bầu trời cảnh báo sớm cho các phân đội hỏa lực tên lửa cho lực lượng phòng không Lào. Bởi VRS-2DM là đài radar 2D cảnh giới bắc thấp, cơ động cao, dùng để cảnh giới vùng trời quốc gia và cung cấp thông tin cho các tổ hợp tên lửa phòng không. Ngoài ra, hệ thống này còn có thể cung cấp thông tin cho pháo phòng không chuyển cấp báo động sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu bay, kể cả mục tiêu bay thấp bám địa hình. Được biết, trước khi được xuất khẩu, tập đoàn Viettel đã hoàn thành tất cả những bài thử nghiệm cực nghiêm ngặt với nhiều kịch bản khác nhau. Các máy bay chiến đấu của Không quân Việt Nam đã được huy động để thực hành các bài bay biên đội có độ phức tạp cao nhằm giả định mục tiêu để radar của Viettel bắt bám, từ đó sẽ đo đạt tham số chiến thuật một cách chính xác và thực tế nhất. Việc nghiệm thu thành công cấp Bộ Quốc phòng đài radar sóng mét số 1 là một chỗ dựa vững chắc để nhóm đề tài sẵn sàng cho việc nghiệm thu đài radar sóng mét số 2, số 3 vào tháng 5 tháng 6 2017. Quá trình nghiệm thu cả ba đài radar đạt kết quả tốt. Các sản phẩm radar sóng mét made by Viettel đã chính thức lên đường xuất khẩu sang thị trường nước bạn Lào hồi tháng 7/2017. Su-27, Su-30 Việt Nam có được trang bị hệ thống L-265M10 Kibini-M. Quý vị và các bạn thân mến, các máy bay chiến đấu thuộc họ Flanker do Nga sản xuất như Su-27 hay Su-30 nhờ trang bị pod tác chiến điện tử mà trở nên cực kỳ khó bắn hạ. Tiêm kích thuộc họ Su-27 Flanker của không quân Nga khi tác chiến thường gắn một thiết bị có hình dạng trông như một quả ngư lôi nhỏ ở hai đầu mút cánh. Đó chính là hệ thống tác chiến điện tử dạng pod có tác dụng gây nhiễu sóng radar từ máy bay, tên lửa hay các thiết bị trinh sát khác của đối phương. Hiệu quả của pod ECM này là không cần phải bàn cãi, ước tính sẽ tăng gấp đôi xác suất sống sót cho máy bay chiến đấu so với khi không mang theo thiết bị này. Vì vậy, các quốc gia mua tiêm kích họ Flanker đều mua sắm thêm trang bị trên. Thông thường, dòng Su-27 hay Su-30 xuất khẩu sẽ được trang bị pod gây nhiễu L-203 Gardenia do Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Radio Moscow thiết kế. Còn trong không quân Nga, chiến đấu cơ thuộc họ Su-27 của nước này lại dùng pod ECM L-005S Sobsia của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Radio Kaluga sở hữu các tính năng ưu việt hơn. Bằng cách nào đó, Trung Quốc đã mua thiết bị trên để gắn lên các tiêm kích Su-27SK hay J-11 của mình, mang lại khả năng tác chiến điện tử không thua kém gì chiến đấu cơ của Nga. Mới đây nhất, Nga đã chính thức trình làng thiết bị gây nhiễu điện tử thế hệ mới có tên gọi là L-265M10 Kibini-M để trang bị cho tiêm kích Su-27SM3 và Su-35S, khiến chúng chiếm giữ ưu thế đáng kể trước biến thể Flanker bán ra nước ngoài. Câu hỏi các chuyên gia đặt ra lúc này là liệu trong tương lai khi Việt Nam mua Su-35S thì Nga có đồng ý bán pod L-265M10 Kibini-M cho chúng ta hay không? Khả năng này theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự thì hoàn toàn khả thi do quan hệ hợp tác giữa hai nước là rất tốt đẹp. Tuy nhiên, nó sẽ bị cắt giảm chút ít tính năng cho phù hợp với phiên bản xuất khẩu. Bên cạnh việc tích hợp cho Su-35S, L-265M10 Kibini-M còn có thể được trưng dụng cho các thế hệ tiêm kích cũ hơn như Su-27SK UBK hay Su-30MK2. Còn nếu Việt Nam không muốn mua bản cắt giảm tính năng của Kibini-M, chúng ta còn một lựa chọn khác là Ukraine, khi mới đây nước này đã cho ra mắt thiết bị đối kháng điện tử có tên gọi là OMUD với các tính năng tương tự. Ngoài ra, nếu đối tác chi mạnh tay thì rất có thể phía Kiev sẽ sẵn sàng bán luôn cả công nghệ sản xuất để giải quyết các khó khăn về tình hình tài chính hiện tại. Khám phá sức mạnh tàu ngầm Kilo của Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, tàu ngầm Kilo mà Nga sản xuất cho Việt Nam đã sử dụng công nghệ mới về kính tiềm vọng, thiết bị trinh sát điện tử, gạch giảm âm, lắp tên lửa Club S thế hệ mới. Năm 2009,
Việt Nam đã đặt mua 6 chiếc tàu ngầm điện diesel Kilo, dự án 636 Vasavianka của Nga, đi kèm với hợp đồng huấn luyện vận hành có thể trị giá tới 2 tỷ đô la. Tàu ngầm Kilo 636 nổi tiếng nhờ khả năng hoạt động cực êm, khó bị phát hiện, được các chuyên gia quân sự phương Tây đặt cho biệt danh là hố đen trong đại dương. Lớp Kilo là tên định danh của NATO, chỉ một loại tàu ngầm quân sự chạy bằng diesel điện cỡ lớn được chế tạo tại Nga. Tên gọi chính thức của Nga đặt của lớp tàu ngầm này là Project 636. Phiên bản gốc của những tàu ngầm này được gọi ở Nga là dự án 877 Bantus. Có một phiên bản tối tân hơn được gọi ở phương Tây là Kilo cải tiến và ở Nga là dự án 636 Vasavianka. Tàu ngầm Project 636 được thiết kế nhằm tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiện khí tài trên biển của đối phương. Nó có thể hoạt động độc lập hoặc theo các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Project 636 là bước phát triển tiếp theo của thế hệ tàu ngầm Project 877 EKM, kế thừa những đặc tính ưu việt và được cải tiến đáng kể. Động cơ diesel mạnh hơn, tăng tốc độ hành trình khi lặn, tầm hoạt động lên tới 7.500 hải lý, giảm tiếng ồn khi hoạt động. Nhờ tiếng ồn được giảm đáng kể, tàu ngầm có khả năng tiếp cận tới các biên đội tàu nổi của địch và dùng tên lửa 3M-54E Club S tiêu diệt trước khi bị chúng phát hiện. Tàu Project 636 được trang bị hệ thống thông gió và điều hòa không khí mới, được thiết kế để có thể hoạt động trong các môi trường biển khác nhau, tạo thuận lợi trong sinh hoạt và chiến đấu của thủy thủ đoàn. So với 8 tàu ngầm lớp Kilo Project 636 do Hải quân Trung Quốc mua, tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Việt Nam đã sử dụng công nghệ mới về kính tiềm vọng, thiết bị trinh sát điện tử, gạch giảm âm. Kính tiềm vọng là một trong những con mắt của tàu ngầm, một ống kính quang học có thể kéo dài hoặc rút ngắn lại, đưa lên khỏi mặt nước để quan sát mục tiêu khi tàu ngầm ở cách mặt nước khoảng 8 đến 10 mét. Lớp vật liệu giữ âm được phủ trên vỏ tàu và cánh ngầm để hấp thu sóng âm sonar, là một kỹ thuật sử dụng sự truyền âm thanh dưới mặt nước để di chuyển, liên lạc hoặc là phát hiện tàu bè khác, làm giảm thiểu và méo đi những tín hiệu dội lại. Lớp vật liệu này cũng làm giảm đi những tiếng ồn gây ra bởi tàu ngầm, do đó làm giảm đi khoảng cách bị phát hiện bởi sonar thụ động. Sonar thụ động của tàu ngầm cũng là con mắt của tàu khi đi ngầm thu âm thanh của chân vịt tàu đối phương. Qua hệ thống phân tích và kinh nghiệm của thủy thủ sonar, có thể biết được mục tiêu là chủng loại tàu nào, hướng đi và tốc độ của tàu. Về số liệu, lượng giãn nước khi nổi của Project 636 là 2.325 tấn, lượng giãn nước khi lặn là 3.076 tấn, tốc độ khi nổi là 11 hải lý một giờ, tốc độ lặn đạt 20 hải lý một giờ, khả năng chạy liên tục trong trạng thái ống thông khí là 7.000 hải lý với tốc độ 17 hải lý một giờ, độ sâu hoạt động 250m, độ sâu lặn tối đa 300m, trang bị tên lửa chống hạm Club S. Khả năng tác chiến của tàu ngầm Project 636 được tăng đáng kể nhờ việc sử dụng tên lửa đối hạm 3M-54E Club S được hỗ trợ bởi các hệ thống điện tử tiên tiến, với tầm bắn hiệu quả đạt tới 220km và mang theo đầu đạn 450kg, cho phép Project 636 tấn công nhanh từ xa, không cần phải thâm nhập vào tới tầm phát hiện và tấn công của tàu địch, hay phải vượt qua những khu vực địch bẫy bằng mình hoặc thủy lôi, giúp tăng khả năng sống sót. Ngoài ra, tàu còn có một cơ cấu phóng tên lửa phòng không cho 8 tên lửa Strela 3 SAN-8 Kremlin tầm bắn tối đa 6km, hoặc 8 tên lửa Ekla SAN-10 Gimlet tầm bắn tối đa 5km. Tàu này trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có thể mang theo 18 quả ngư lôi hoặc 24 quả thủy lôi, đồng thời còn trang bị một giá phóng tên lửa phòng không có thể bắn tên lửa phòng không SAN-8. Ngoài ra còn có thể trang bị ngư lôi 53, ngư lôi Z 53M, ngư lôi Z 60M, ngư lôi Z 65, ngư lôi dòng 71. Tàu ngầm Project 636 trang bị hệ thống chỉ huy chiến đấu đa năng, có thể cung cấp tài liệu tình báo, điều khiển hiệu quả tàu ngầm phóng ngư lôi, trang bị dò tìm, tiếp nhận xử lý máy tính tốc độ cao, đồng thời thông qua hiển thị màn hình có thể xử lý các tài liệu về mục tiêu và tính toán thông số bắn, tiến tới cung cấp điều khiển bắn tự động, đề xuất phương thức vận động chiến thuật và triển khai vũ khí. Hệ thống máy tính MVU-110EM có thể đồng thời khóa 5 mục tiêu, thủ công 2, tự động 3. Ngoài ra cũng đã sử dụng thiết bị phóng ngư lôi không cân bằng khí động học, đã giảm mạnh tiếng ồn khi phóng ngư lôi. Hiện nay, tàu ngầm lớp Kilo đã chế tạo được 52 chiếc và được sử dụng bởi lực lượng hải quân Nga, Ấn Độ, Iran, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc là quốc gia mua nhiều tàu ngầm lớp Kilo nhất, với 12 chiếc lớp Kilo phiên bản khác nhau. 6 tàu ngầm động cơ diesel Kilo Project 636VM do nhà máy đóng tàu đô đốc Saint Petersburg của Nga chế tạo cho Việt Nam sẽ bàn giao bắt đầu từ năm nay. Hiện nay, chiếc tàu ngầm đầu tiên của lô này đã đi vào giai đoạn cuối cùng lắp đặt thiết bị trên tàu.
So với 8 tàu ngầm lớp Kilo Project 636 do Hải quân Trung Quốc mua, tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Việt Nam được đánh giá là hiện đại hơn với nhiều công nghệ và vũ khí tiên tiến. Nga sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lô 6 chiếc Kilo 636 cho Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, nhà máy Admiralty thông báo cuối tháng 1 năm 2014, chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được đưa đến cảng Cam Ranh Việt Nam và biên bản giao nhận cuối cùng sẽ được ký kết tại đây. Hai tàu ngầm đầu tiên mà Nga đóng cho Việt Nam mang tên Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua các đợt thử nghiệm nhà máy và thử nghiệm cấp nhà nước một cách xuất sắc, thực hiện thành công nhiều chuyến lặn sâu. Hiện nay, tàu vận tải siêu trọng Rondog Storm vẫn đang tiếp tục hải trình đưa chiếc tàu ngầm Kilo 636 cuối cùng được Nga đóng cho Hải quân Việt Nam mang tên Bà Rịa Vũng Tàu về nước. Dự kiến con tàu sẽ cập cảng Cam Ranh vào dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Đây sẽ là vũ khí đầu tiên sông Đức chuẩn bị cho các khí tài tiếp theo đổ bộ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.